lắm ha, mua chục là chục đó, thích cho đi đúng không, cái nào ra cái đó ha. Dạ. Rồi tại sao trước đây học thì sớm à? Cho là gặp pháp cơ hộ mình đúng không ạ? Học rất là sớm luôn, mới học dễ quá. Mà trời lên trước đây học á thì nó thấy được tham con mà chết hết luôn. Cho nên học rất là sớm, cái gì mà thể hiện tính cần cù, chịu thương chịu khó à. Nhưng mà sau này thầy mình là, cho nên mình đi cho nó trẻ chút xíu à. Thời gian mình đi cho nó đẹp nhất là mình 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Cho ngoài thời gian đó thì chợ mình vẫn còn bình thường, chỉ mình không gặp nặng à. Còn thời gian đẹp nhất thì hai nha, là 1, 7 giờ đẹp à. Chung nha. Cầu gì ạ? Cầu gì ạ? Dạ đúng rồi ạ. Người ta nhìn từ xa thì cầu này giống cầu lòng là nặng.